Chào đón tất cả quý vị đã cùng quay trở lại với kênh Thời sự Nhanh. Như vậy là một ngày mới lại bắt đầu. Hãy cùng ban biên tập kênh Thời sự Nhanh dành ra khoảng thời gian đầu ngày để có thể kịp thời cùng cập nhật những thông tin nổi bật cùng với Thời sự Nhanh quý vị nhé. Và ngay bây giờ sẽ là những thông tin đáng chú ý được truyền tải. Mời quý vị cùng theo dõi. Công tác cán bộ, chuyện xưa, chuyện nay. Quý vị thân mến, hiền tài là nguyên khí quốc gia. Câu nói của Hàn Lâm Viện Sự, danh sĩ thân nhân Trung, được ghi tạc vào bia ký cách đây trên 500 năm, này vẫn vẹn nguyên ý nghĩa thời cuộc. Đó không chỉ là lời nhắc nhở hậu thế, mà còn là minh chứng cho vai trò của việc phát hiện, tuyển lựa và bồi dưỡng nhân tài, không dừng lại ở câu chuyện của một triều đại hay một giai đoạn lịch sử. Đó là vấn đề của mọi nơi, mọi thời, đặc biệt nóng hơn trong bối cảnh công tác nhân sự hiện nay. Trong lịch sử Trung Đại, triều đại Lê Sơ là giai đoạn phát triển cực thịnh trên nhiều lĩnh vực. Chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội thời đó đều đạt được những thành tựu nổi bật. Đó là kết quả của một quá trình tuyển chọn, sử dụng quan lại một cách quy củ, tiến bộ. Bởi lẽ khác với các triều đại trước, vị minh quân nổi tiếng Lê Thánh Tông đã chủ trương dùng thi cử thay cho tiến cử. Sự thay đổi này đã làm lung lay quyền lực của tầng lớp đại quý tộc và tạo điều kiện cho sự tham chính của nhóm sĩ phu nho giáo được tuyển lựa bằng con đường thi cử. Có nghĩa là thế lực con ông cháu cha không thể lộng hành và những người có chân tài thực học được lựa chọn vào bộ máy. Ngoài ra không chỉ biết dùng người, nhà vua còn định hướng cho các thần tử dưới mình chọn được người phù hợp. Theo vua Lê Thánh Tông, một vị quan mà triều đình và nhân dân cần nhất không hẳn là một người quá giỏi về mặt chuyên môn, nhưng bắt buộc phải là người có đức, tức là bậc quân tử. Rõ ràng theo quan niệm của người xưa, muốn chọn được hiền tài, trước hết phải có quan điểm đúng về người tài và phải có tiêu chuẩn rõ ràng để chọn người tài. Hiền tài phải biết lấy nhân nghĩa làm gốc, lấy trí dũng làm cảnh. Có như thế, việc tuyển chọn nhân sự mới không có kẽ hở, càng không thể có cơ hội cho tham quan ô lại, có chỗ cậy nhờ. Bước sang thế kỷ 20, Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương sáng cho thành công trong việc sử dụng người tài. Vào những ngày đầu lập nước, trước những ngổn ngang của một chính phủ còn non trẻ và thiếu thốn trăm bề, người đã ra lời kêu gọi trí thức khắp mọi nơi về giúp dân giúp nước. Người đã thuyết phục và mời được các nhân sĩ, trí thức góp chút sở học của mình cho giống nòi trong cơn nguy khó, bất kể họ là ai, không kể già hay trẻ, cựu học hay tân học, trong đảng hay ngoài đảng, miễn là có lòng phụng sự nhân dân. Nhờ thế, một làn sóng trí thức Việt Kiều đã hồi hương, hay các đại thần triều Nguyễn cũng mạnh dạn ra sức cho chính quyền cách mạng. Đó là các vị Nguyễn Văn Tố, Huỳnh Thúc Kháng, Tạ Quang Bửu, Tôn Thất Tùng, Trần Đại Nghĩa, Trần Đức Thảo. Bên cạnh đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn mạnh dạn sử dụng người trẻ thông qua việc phong hàm đại tướng cho ông Võ Nguyên Giáp khi đó mới 37 tuổi và bổ nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục cho ông Nguyễn Văn Huyên lúc ông vừa tròn 38 tuổi. Mặc dù vậy, người cũng khá nghiêm khắc trong việc xử phạt cán bộ có biểu hiện suy thoái đạo đức, tác phong, lối sống. Tiêu biểu nhất trong thời kỳ này là bản án tử hình đối với Đại tá Trần Dụ Châu, nguyên Cục trưởng Cục Quân Nhu vì tội tham nhũng. Ngày nay, vấn đề tuyển chọn nhân tài đã và đang được mở rộng với nhiều đối tượng và thành phần xã hội. Người ta đã mổ xẻ vấn đề này ở các cơ quan nhà nước, người ta cũng đem vấn đề này vào trong những cuộc họp ở các công ty tư nhân, nơi quan niệm về nhân tài đôi khi hoặc thực tế hoặc thực dụng hơn. Và dù ở bất kỳ đâu hay bất kể khi nào, nhân tài và công tác tuyển chọn, sử dụng nhân tài vẫn luôn là vấn đề nhận được sự quan tâm nhiều nhất. Thời gian vừa qua, hàng loạt cán bộ cao cấp, lãnh đạo chủ chốt các bộ, ngành, địa phương phải chịu kỷ luật và hình phạt nghiêm khắc xung quanh vụ ký Tết Việt Á lại một lần nữa cho thấy công tác quản lý, công tác cán bộ đã có nhiều nơi lỏng, nhiều vấn đề trong các khâu cần phải được nhìn nhận, rà soát và chỉnh đốn, đặc biệt là trường hợp các cá nhân không đủ thực tài, làm giả giấy tờ, bằng cấp, người vừa lọt qua hàng loạt các khâu giới thiệu, rà soát, tuyển chọn để rồi nghiễm nhiên ghế trên ngồi tót sỗ sàng. Điều này cho thấy một số quan tham đã bằng với các thủ đoạn tinh vi để leo cao luồn sâu, đồng thời cho thấy còn có những kẽ hở trong công tác cán bộ giới thiệu, chọn lọc bầu cử. Tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng trăn trở rằng công tác cán bộ ở nước ta còn nhiều khe hở, lỗ hổng. Tại sao có hiện tượng đề bạt, cất nhắc người nhà, người thân quen mặc dù không hề đủ tiêu chuẩn? Vì sao cứ nói bổ nhiệm đúng quy trình nhưng kết quả thực tế bố trí cán bộ lại sai? Với quyết tâm kiến tạo một đội ngũ cán bộ công chức trong sạch, vững mạnh, Đảng và Nhà nước đã và đang có nhiều cải cách quan trọng trong công tác cán bộ, công tác phòng chống tham nhũng. Những vụ tham ô, tham nhũng bị xử lý trong thời gian gần đây đã cho thấy hiệu quả của sự quyết tâm đó. Và cũng từ đây, bài học về công tác cán bộ càng đặt ra quan trọng hơn bao giờ hết. Nhà nước Việt Nam ngay từ những ngày đầu tháng 8 năm 1945 đã là một nhà nước của dân, do dân và vì dân. Những cán bộ phải phục vụ nhân dân,
và người đầy tớ trung thành của dân. Do đó, bất kỳ cá nhân nào tham gia vào hoạt động công quyền mà quên đi tín hiệu thiêng liêng ấy vì lòng riêng mà bòn rút sức dân thì đó không phải là một cán bộ tốt, càng không phải là người cán bộ mà Đảng và Nhà nước mong muốn ban đầu khi giao phó quyền lực. Và tất nhiên không riêng gì gương xưa của tiền nhân, ngày nay khi một người cán bộ không chăm lo được cho dân trở nên quan liêu tiêu cực, họ sẽ bị đào thải ra khỏi vị trí mà trước đây nhân dân đã tin tưởng trao cho họ. Ông Nguyễn Đức Chung bị phạt tù trong những vụ án nào? Kính thưa quý vị, kết thúc phiên tòa phúc thẩm vụ mua Redoxi 3C chiều ngày 22 tháng 6, cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung được hội đồng xét xử chấp nhận một phần kháng cáo tuyên giảm 3 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Với phán quyết này, ông Chung bị phạt 5 năm tù, sơ thẩm tuyên 8 năm tù. Đây là bản án có hiệu lực pháp luật nên buộc bị cáo phải chấp hành. Ngoài ra, ông Chung còn bị tòa sơ thẩm tuyên tổng hình phạt 8 năm tù ở vụ án chiếm đoạt tài liệu mật và vụ làm trái các quy định về đấu thầu để công ty Nhật Cường trúng thầu. Như vậy, ông Nguyễn Đức Chung liên quan đến 3 vụ án hình sự. Sau khi kết thúc 2 phiên tòa phúc thẩm, cựu Chủ tịch Hà Nội phải chấp hành tổng hình phạt 10 năm tù. Đối với vụ án làm trái các quy định về đấu thầu để cho công ty Nhật Cường trúng thầu, ông Chung bị phạt 3 năm tù. Tuy nhiên, tòa chưa xét xử phúc thẩm nên bản án này chưa có hiệu lực pháp luật. Nộp khắc phục 25 tỷ đồng trong vụ Redoxi 3C. Bản án phúc thẩm vụ Redoxi 3C nêu tháng 5 2016, ông Chung với vai trò người đứng đầu chính quyền thành phố Hà Nội đã chỉ đạo nghiên cứu thử nghiệm chế phẩm Redoxi 3C để xử lý ô nhiễm nước hồ trên địa bàn. Quá trình làm việc, ông Chung đã tạo điều kiện để Nguyễn Trường Giang, giám đốc công ty Atic đi cùng đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân Hà Nội sang Đức tham quan, dự triển lãm xử lý ô nhiễm môi trường. Mục đích để Giang tiếp cận, tham gia mua bán hóa chất từ công ty Westwater rồi nhập về bán cho công ty thoát nước. Hội đồng xét xử kết luận được sự hậu thuẫn bật đèn xanh của bị cáo Chung, công ty Atic đã độc quyền nhập chế phẩm. Ngoài ra, dưới sự chỉ đạo không bằng văn bản của ông Chung, ông Võ Tiến Hùng, giám đốc công ty thoát nước, đã ủy quyền cho cấp dưới ký hợp đồng mua hóa chất với Atic. Quá trình điều tra và xét xử hai cấp, ông Chung không thừa nhận những cáo buộc trên. Tuy nhiên, sau khi đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao đề nghị tòa phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, thì cuối giờ chiều 21 tháng 6 trước khi tòa nghị án, ông Chung và gia đình đã nộp thêm 15 tỷ đồng khắc phục hậu quả, cộng với 10 tỷ đồng mà chị gái ông Chung nộp thay em trai cuối năm 2021. Cựu Chủ tịch Hà Nội được hội đồng xét xử ghi nhận là đã khắc phục hoàn toàn bộ hậu quả gây ra. Sau khi ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ và lời thừa nhận trách nhiệm của bị cáo tại phiên xử, tòa phúc thẩm đã đồng ý giảm án cho ông Chung. Hình phạt của hai vụ án còn lại. Cuối tháng 11/2020, ông Nguyễn Đức Chung lần đầu tiên bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Theo cơ quan tố tụng, tháng 5 2019, Bộ Công an khởi tố vụ án xảy ra tại công ty Nhật Cường và một số đơn vị, khi đó vợ chồng ông Chung là những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, với mục đích nắm thông tin và tài liệu điều tra. Ngày 16 tháng 6 2019, ông Chung thông qua người trung gian để làm quen với Phạm Quang Dũng, cựu cán bộ công an. Sau đó ông Chung đặt vấn đề và được Dũng đồng ý thu thập, cung cấp thông tin, tài liệu về kết quả điều tra vụ Nhật Cường. Dịp Tết Nguyên đán 2020, ông Chung thông qua lái xe Nguyễn Hoàng Trung đã đưa cho Dũng phong bì đựng 10.000 đô. Sau đó từ tháng 8 2019 đến tháng 3 2020, Dũng nhiều lần chụp trộm các tài liệu bí mật để tuồn cho ông Chung. Ngày 11 tháng 12 2020, sau khi kết thúc phiên tòa xử kín, ông Chung bị Tòa án Nhân dân Hà Nội tuyên 5 năm tù, không buộc bồi thường tiền. Phạm Quang Dũng lĩnh 4 năm 6 tháng tù. Ông Nguyễn Hoàng Trung và Nguyễn Anh Ngọc, thư ký của ông Chung, lần lượt nhận 24 tháng và 18 tháng tù. Các bị cáo sau đó chấp nhận mức án sơ thẩm, không ai kháng cáo. Ở vụ án thứ hai, ông Chung bị cáo buộc tiếp tay cho công ty Nhật Cường trúng thầu các gói thầu số hóa hồ sơ, dữ liệu của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội các năm 2016 và 2017. Trong vụ này, cơ quan công tố xác định Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc công ty Nhật Cường đang trốn truy nã, quen biết ông Chung nên nhiều lần gửi email cho cựu Chủ tịch Hà Nội, đề xuất cho dừng tất cả các gói thầu số hóa ở thành phố để giao cho công ty Nhật Cường thực hiện. Sau đó, ông Chung lợi dụng chức vụ, yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư cho Nhật Cường tham gia đấu thầu. Đồng thời, công ty Minh Hoa do vợ ông Chung làm giám đốc đã ký hợp đồng kinh tế khống với công ty Nhật Cường, giúp liên doanh Nhật Cường Đông Kinh hợp thức hóa hồ sơ năng lực để dự thầu, trúng thầu và hưởng lợi gần 20 tỷ. Chiều 31 tháng 12 năm 2021, Tòa án Nhân dân Hà Nội tuyên ông Chung 3 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và không buộc bị cáo bồi thường. Hiện nay, bị cáo đã gửi đơn kháng cáo kêu oan cho Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội.
Kết luận điều tra vụ ông Tề Chí Dũng cùng đồng phạm bán rẻ đất nền dự án An Phú Tây. Kính thưa quý vị, ngày 23 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Tề Chí Dũng cùng 6 đồng phạm về tội vi phạm về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Theo kết luận điều tra, dự án khu định cư An Phú Tây có diện tích gần 47 ha, được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao cho công ty cổ phần phát triển Nam Sài Gòn Sadeco, công ty con của IPC. Tháng 6 2008, IPC và Sadeco ký hợp đồng, qua đó IPC góp vốn với Sadeco để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và nhận lại nền đất tại dự án An Phú Tây. Tổng trị giá hợp đồng này là gần 215 tỷ đồng. Ngày 15 tháng 5 2016, ông Tề Chí Dũng ký tờ trình gửi hội đồng thành viên IPC và được hội đồng thành viên chấp thuận thông qua chủ trương giá bán sỉ đối với các nền đất tại dự án An Phú Tây. Cùng thời điểm, Sadeco lập tờ trình xin ý kiến lãnh đạo IPC đề xuất chuyển nhượng 35 nền đất với đơn giá 7 triệu đồng một mét vuông cho nhiều cá nhân và cũng được IPC chấp thuận. Kết luận điều tra cho rằng thời điểm năm 2016, Sadeco đang bán các nền đất tại dự án An Phú Tây với đơn giá thấp nhất 8,16 triệu đồng một mét vuông, cao nhất 16,8 triệu đồng một mét vuông. Đến năm 2018, IPC tiếp tục chuyển nhượng 50 nền đất cho nhiều cá nhân với đơn giá 8,25 triệu đồng và 8,8 triệu đồng một mét vuông. Kết luận điều tra xác định có đến 149 nền đất được IPC nhận chuyển nhượng bằng các nguồn tiền của IPC, do đó số lượng đất nền này được xác định là tài sản của nhà nước. 149 nền đất nêu trên chuyển nhượng với giá rẻ hơn giá thị trường và giá rẻ hơn Sadeco đang kinh doanh, mặc dù có cùng loại nền và cùng dự án An Phú Tây, gây thiệt hại hơn 127 tỷ đồng. Ngoài ông Tề Chí Dũng, 6 bị can còn lại là ông Trần Đăng Linh, cựu phó tổng giám đốc IPC, ông Vũ Xuân Đức, cựu phó tổng giám đốc IPC, bà Hồ Thị Thanh Phúc, cựu tổng giám đốc Sadeco, ông Mai Văn Đường, cựu chủ tịch hội đồng thành viên IPC, ông Mai Bửu Tâm, cựu nhân viên phòng phát triển kinh doanh, ông Phạm Xuân Trung, cựu phó tổng giám đốc IPC, cùng bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí.